thêm một tí chống nắng là chị đã có thể thoải mái ra đường rồi. Và cho chị nói thêm một điều nữa là bạn bè chị và rất nhiều người đến đây làm, tức là khi nhìn thấy chị làm họ cũng muốn là đến đây làm, cũng muốn làm bài học những người so của chị. Hầu như những người bạn chị nói thật nhé, khó tính lắm. Bọn chị hay trêu nhau là có tính như ma ấy. Nhưng mà khi đến với DK thì các bạn chị đều rất là hài lòng. Kim Anh rất là ưng bởi vì là nó rất là tự nhiên, nó tự nhiên ngay cả khi Kim Anh không trang điểm. Đây là môi của em chỉ có một chút son bóng thôi. Chỉ có một chút son bóng lên mình để chia sẻ luôn. Nhưng mà rất là đẹp. Đây, nói về lông mày xong rồi quên mất là không nói về môi. Các bạn nhìn thấy không ạ? Màu môi rất là tự nhiên. Chị cảm thấy là tất cả các dịch vụ tuyệt vời, môi chị lên màu đều, màu mỏng, trong, mềm môi.